Video này, Kế toán Việt Hưng hướng dẫn cho học viên và giáo viên về cách học viên checklist những nội dung khóa học. Đối với giáo viên thì giáo viên đăng nhập vào website ketoanviethung.com và truy cập vào giáo trình mà giáo viên dạy học viên. Kéo xuống bên dưới có mục học viên checklist nội dung đã học. Giáo viên tích vào. Sang phần xem tiến độ. Giáo viên dạy học viên nào thì giáo viên lựa chọn học viên đó. Giả sử ở đây tôi dạy học viên là Nguyễn Thị Ái Liên thì tôi tìm đến học viên Nguyễn Thị Ái Liên. Hoặc các bạn có thể chọn nhóm đến tên của mình. Ví dụ tôi đang là giáo viên Thu Hương thì tôi chọn là giáo viên Thu Hương để tôi xem tôi dạy những học viên nào. Website sẽ chỉ ra cho học viên Nguyễn Thị Ái Liên. Lúc này tôi tích vào kính lúp. Tôi dạy được Nguyễn Thị Ái Liên những phần nào thì tôi tích chọn là có. Lần lượt như vậy đến khi nào mà hết nội dung thì thôi, sau đó nhấn save. Như vậy lúc này các bạn sẽ thấy biểu đồ sẽ hiển thị phần trăm chúng ta đang hoàn thành. Còn đối với học viên thì học viên cũng truy cập vào khóa học mà học viên đang học. Kéo xuống bên dưới, chọn học viên checklist nội dung đã học. Lúc này học viên sẽ thấy được giáo viên đã tích hoàn thành 6%. Và đương nhiên là học viên sẽ không tích được vào cột của giáo viên là cột ô vuông màu đen bên trái. Và lúc này học viên sẽ tích vào ô vuông mà học viên đã được học là ô vuông trắng. Quay sang phần giáo viên thì giáo viên sẽ thấy được học viên đang checklist đến phần nào đó, để giáo viên theo dõi. Và như vậy nếu như giáo viên và học viên checklist lệch nhau thì lúc đấy cả giáo viên và học viên xem lại nội dung giảng dạy và nội dung đã được học xem đã được checklist đúng hay chưa. Đến cuối khóa học thì tất cả các mục mà Kế toán Việt Hưng đưa ra học viên và giáo viên phải tích đồng đều nhau và tích hết. Thì như vậy khóa học mới hoàn thành. Còn đương nhiên trong quá trình học mà giáo viên có hỗ trợ thêm học viên về những vấn đề khác thì tại phần khóa học phía bên dưới có phần bình luận. Học viên có thể nhận xét hoặc bình luận vào phần thêm bình luận này và nhấn vào gửi bình luận. Điều kiện để checklist được khóa học thì học viên và giáo viên phải vào cùng một khóa học mà giáo viên đang dạy học viên đó. Giáo viên phải nhớ sang phần xem tiến độ và phải lọc, chọn nhóm để giáo viên nhìn học viên mình dạy được dễ dàng. Còn nếu như chọn tất cả các thành viên thì giáo viên sẽ phải tìm rất là lâu. Như vậy, Kế toán Việt Hưng vừa hướng dẫn cho học viên và giáo viên cách checklist nội dung khóa học trên web